Ngoài này làm sao vậy má? Đưa má xem. Nè, con lấy cái này cộng với cái này, phải không? Sẽ ra cái này. Dạ. Má. Má bỏ Kiên đi hoài à. Mai mốt má đừng đi đóng phim nữa nha má. Sao vậy? Nhóc yêu của má. Má không đi đóng phim thì làm sao có tiền cho con đóng học phí? Rồi làm sao dẫn con về thăm ngoại được, đúng không? Nhưng má đi đóng phim, còn ba thì uống rượu thiệt nhiều. Kiên ghét như vậy lắm. Mấy đứa bạn trong trường của Kiên nói ba là ăn nhậu bị má bỏ. Kiên, con làm bài đi, rồi đưa má kiểm tra nha. Dạ. Alo, dạ Xuân Lam nghe à? Xuân Lam hả? Anh đang làm phiền em. Cho anh xin lỗi em nha. Xin lỗi, nhưng ai ở đầu dây vậy? Xuân Lam, anh là người hâm mộ của em, fan đặc biệt của em đây. Em chưa nhận ra sao? Người mà bao đêm đã dây dứt, trằn trọc vì em. Anh đây, em đang làm gì? Em biết không? Chỉ cần nghe thấy giọng em nói. Giọng nói dịu dàng đã làm lòng anh đủ ấm áp rồi. Tôi cảm ơn anh. Tôi đang cho con trai học bài. Cảm ơn anh vì những cảm nhận đó. Nhưng tôi phải vào với con trai rồi. Chào anh. Anh biết rồi. Vậy ngày mai cho anh gặp em nha. Em hứa với anh đi. Nếu không, đêm nay anh không làm sao ngủ được. Xin lỗi, tôi không giúp được gì cho anh đâu. Chào. Mi Trà, lời đồn không sai. Phong cách bà Hoàng lại am hiểu nghệ thuật. Thật là đáng nể. Đáng nể mà. Trời, anh nói chuyện sao giống như mấy cha MC dẫn chương trình truyền hình quá vậy? Sao còn chưa khui rượu nữa kìa? À? Anh quên, anh xin lỗi. Anh khui ngay đây. Có rượu, vậy là chúng mình sẽ vui vẻ với nhau. Nè, cứ từ từ, đừng có nôn nóng. Đúng, em Trà nói gì cũng đúng. Nhưng anh muốn ôm em. Nhưng nếu tôi chưa được biết gì về món cổ vật kia thì tôi không có hứng đâu nha. Thì để vui vẻ đã nha, em yêu. Nếu vậy, thôi tôi về. Trả, thì để nói.
Trời ơi, tuyệt quá. Nó phải là của mình. Hàng hiếm nha. Anh Quỳnh có thể nói cho Trà biết á, nó đang ở đâu vậy? Ừ. Nói xong á, sẽ có thưởng nha cưng. Ừ. Nói rồi thì dễ là hứa nha cưng. Ừ. Ok, nói đi. Mà em có đủ tiền mua nó không? Món độc bản A đó. Lo cái gì đâu không mà. Không nói á, về liền à. Trà, rồi anh nói. Người đâu mà nóng tính vậy? Thì trong tay ông chủ, nhưng mà chưa chắc ông chịu bán đâu à nha. À, cái ông chủ có mái tóc highlight đó đúng không? Ừ. Mà sao ông có được cái món đồ này vậy? Em thiệt, ổng đại gia mà, đệ tử chân rết đại khắp các miền, nhất là khu vực Trung Nam Bộ. Mà sao anh biết ổng không chịu giao dịch? Thì thấy ổng giữ kỹ, đến như anh còn không được nhìn tận mắt. Nói tóm lại, vụ này khó giao dịch. Nè, sao cứ nói dài dòng hoài vậy? Sao không mau vô tắm đi nha. Vô lẹ đi nha. À anh. Nè, tiện tay á, anh vứt thật nhiều mấy cánh hồng này nè, bỏ vô bồn tắm cho em nha cưng. Rồi chờ đó nha. Em pha xong ly cốc tay đó, em vô liền đó. Đi đi. Vậy là bước 1 khai phá coi như đã hoàn thành 50%. Phần còn lại khó, nhưng không phải là bế tắc. Tuyệt, đúng là một báo vật. Bèo dạt mây trôi, em ơi anh vẫn chờ, ý à, sao chẳng thấy đâu ý à. Trà ơi, em à, nước sắp đầy bồn rồi, hoa hồng cũng sắp đầy như ý em rồi, em vô đi. Dạ sắp xong rồi, anh chuẩn bị đi, em vô liền đó. Bèo sạc mây trôi. Trà ơi, con lão dám chơi mình hả? Bực thiệt. Tôi cảnh cáo ông chuyện hôm nay, tôi không vui vẻ với đàn ông mà tôi không ưng. Chiếc nhẫn mặt sapphire hãy tặng cho người đàn bà xứng đáng. Vậy là Huệ nha. Cảm ơn Quỳnh vì sự công tác vui vẻ. Hẹn gặp lại. Bye bye. Rất táo bạo,
Không hổ danh là đại gia Mi Trà. Trà, mày đã có mọi thứ mày khát khao rồi đó. Biệt thự, xe hơi, đất đai, nghệ thuật, mày đều được thỏa mãn. Sao vậy nè? Đồ hèn, mày định khóc đó hả? Thiệt nhảm quá. Không, vàng bạc, kim cương cũng có là gì đâu. Chúng thiệt là tẻ ngắt. Anh Nguyên ơi, em thật là vô nghĩa khi để mất anh. Mình mất nhau thật sao anh Nguyên ơi? Chưa thật sự thuyết phục. Cảm giác cứ đơ đơ làm sao á. Ôi, vô 100% đi nha. Vô. Cái bàn này hôm nay tao lo, mày cứ ngồi im đó, rõ chưa? Vô. Mà tao thấy á, nó đâu có lo lắng gì cho ai đâu. Mà tao thấy á, độc thân như nó á thì cũng hay. À, đúng rồi. À, tụi mày á, đừng có xem thường tao. Tiền tiền nó là cái quái gì? Là con quái vật á thì có. Tao biết tiền á là tiên, là Phật, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lõng để che thân, mà nó còn là cái cân để mà động đến tình yêu. Đúng. Nó còn là cái thòng lọng mà xí cổ vào dòng tao. Quy à, mày bỏ cái kiểu kêu ca rên rỉ đó đi, nghe não ruột lắm. Con vợ mày á, nó chịu đựng mày bấy nhiêu năm ăn chơi cờ bạc, rượu chè, gái gú nữa. Bao nhiêu cái thứ vui trên đời này mày hưởng hết, mày còn muốn gì nữa? Vô nè. Mày con vợ mày nha, nó kiếm tiền cho mày xài hoài, mày còn nuôi bà già mày nữa. Nói đúng là thánh mẫu. Nếu mà có liêm sĩ á, mày buông tha cho nó đi lấy chồng. Cái gì không phải của mình á thì giữ cũng không được đâu. Mày biết cái quái gì về tình yêu mà mày vậy đợi tao hả? Uống đi. Vô. Uống thì uống. Huy hả? Nghe em. Anh tới công ty liền đi. Có người tặng quà cho vợ anh kìa. Gì? Vô mày. Quà đẹp lắm đó. Có lời đề tặng nữa. Tình cảm lắm. Thôi đi. Cô để cho tôi yên được không? Giờ á, tao có công chuyện phải đi. Tính tiền đi. Được. Vô. Thôi, vô. Nè, tụi mày ngồi đi chơi đi. Chút nữa tao quay lại. Ừ, nhớ lại nha. Chào chị. Chào mày chị. Nữa hả em? Nhờ chị Lam mà ngày nào em cũng được mang hoa đến tặng ngôi sao điện ảnh. Dạ chị Lam, chị cho tụi em chụp chung với chị một tấm hình nha. Ờ,
Chị ơi, cửa hàng hoa của dì em, nếu mà có tấm hình hai đứa em chụp chung với chị sẽ bán được lắm đó chị. Ờ, nhưng mà chị ngại quá à. Hay là chị không muốn chụp chung với tụi em? Không có đâu, chị Lam dễ tính lắm. Cô bé hiểu lầm chị rồi, chị chỉ hơi ngại thôi. Chị đừng có ngại, chị là người của công chúng mà. Nhiều người á coi hình của chị là chuyện bình thường thôi. Cô bé này lanh lắm, lại có khiếu bia nữa, làm sao chị chạy thoát đây. Anh chụp hình cho em. Coi nè, Lam đẹp lắm đó. Coi giới đẹp không anh? Xuân Lam, cô tài lắm. Bao năm bao tháng qua, nhiều lúc băng hàng nhất, nhiều lúc nghèo khó nhất, tôi vẫn một lòng một dạ yêu em mà Lam. Em nhớ không, trong lúc đêm khuya giông gió, có cái thằng nào mà nó tìm mua bánh bao cho em ăn không? Có thằng nào mà thâu đêm suốt sáng, nó chăm sóc cho em, nó giặt từng bộ đồ cho em không Lam? Lam à, tôi nè, tôi mới thực sự là yêu em nè Lam. Tình cảm của anh dành cho em là chân thật. Em đừng bao giờ nghe những cái lời đường mật của những cái thằng đẹp mã, nó chỉ giả vờ yêu em mà thôi. Em biết không Lam? Hoa đẹp quá, sướng quá, thư tình của tình nhân. Lại một đêm, một đêm ta trắng đêm chờ đợi. Em mùa xuân cho trái ngọt thơm lành, ánh trăng cao xoa đổ lời nguyền run rẩy. Em trinh nữ hồn xanh tươi thanh khiết, em thiên thần nhỏ xinh mát rượi cả hồn tôi. Em đi đi Lam, em đi mà hưởng những cái lời đường mật của những thằng đàn ông khốn nạn đó đó. Em rủ bỏ tôi đi, em rủ bỏ những tình cảm chân thành nhất mà tôi dành cho em. Em đi hưởng những cái sung sướng của nó đi. Em đi đi. Anh chạy xuống thì bao giờ giùm em đi. Em đi đi. Sao kỳ vậy ta? Sao em không nghe điện thoại? Tại sao vậy Lam? Tại sao? Anh Quy, anh đi về đi. Người ta cười kìa. Tội nghiệp anh, cả cuộc đời vì vợ vì con. Nhưng anh Huy ơi, sao tất cả những gì anh làm cho mẹ con em, em không thể chấp nhận anh được nữa. Không thể nào. Không bao giờ. Có thằng đàn ông nào mà lê lết bấy giờ từ tầng 1 tới tầng 8 không em? Có thằng điên nào mà từ bỏ con đường tiến thân để ở nhà nuôi con, để cho vợ được thành danh không em?
có ai, có ai mà nhịn đói 3 ngày để vợ có thêm thố gà tìm thuốc bắc ăn dưỡng sức không em? Có thằng nào làm cho em được như vậy chưa? Lại là điện thoại của thằng bộ khốn nạn này của cô đó hả? Lấy điện thoại đi chụp đi. Nè nè, anh kia, ai cho anh vào đây? Mời anh ra cho. Cô làm, cô có sao không? Người gì đâu, thể cứ uống rượu vô á là kỳ cục à. Sao không tát cho nó mấy cái? Cô đâu có lỗi gì đâu. Không lẽ suốt đời cứ để cho nó hành hạ hoài vậy sao? Thách anh á, dám đụng tới cổ. Đàn ông như anh á, thật là quá đáng. Đồ hèn. Chị Lam cứu em. Cái điện thoại qua cửa sổ đi. Mày biết đám người tụi bay đáng chết lắm. Mỗi ngày tụi bay tiếp tay cho bọn quỷ, tụi bay ngày ngày đem hoa đem thứ tình vô cho cô ấy, đúng là khốn nạn. Làm mà cả đời này em chỉ làm vợ của anh thôi, anh nhất định sẽ giết thằng khốn nạn đó. Làm mà em không bao giờ được rời xa anh, em đừng hòng đi theo đám đàn ông miệng lưỡi dẻo miệng đó, tụi nó chỉ giỏi dụ dỗ đàn bà thôi em à. Em hãy về với anh đi em. Em về đi. Thôi được anh Huy, anh hãy nghe em, chúng ta cần nói chuyện. Anh hãy thả cô bé ra đi, em sẽ đưa anh về nhà. Nhà anh. Nhà? Bộ cô nghĩ tôi còn nhà hả? Em đã mang con trai của tôi đi rồi, tôi không còn được làm ngựa làm bò cho nó cưỡi. Tôi không còn được gọi đầu cho em. Anh Huy, anh Huy ơi, thật lòng em rất nhớ những ngày tháng đó. Bây giờ anh hãy nghe lời em nha anh. Anh Huy, hãy nghe em nói đi. Anh hãy thả cô bé ra đi. Không. Đi anh, nghe lời em đi anh. Nha anh, nghe em đi, hãy về với em đi anh. Anh đừng có như vậy nữa. Buông ra. Buông ra đàn ông. Buông ra. Anh phụ tôi. Buông ra coi. Buông ra. Đi. Đi ra. Anh hãy kêu xe đưa anh ấy về đi, em mệt mỏi lắm rồi. Chị ơi, chị đừng cho là em xía vô chuyện của người khác nha. Em thấy cả anh và chị đều rất tội nghiệp á. Thấy chưa, đàn ông mấy người á làm khổ phụ nữ không à. Chị đang buồn, đừng có nói nữa. Xin lỗi hai đứa nha, đây là chuyện riêng tư của chị. Anh ấy cũng đáng thương lắm. Chị cũng có lỗi vì chị quá yêu nghề. Thì ra là vậy. Chá nhẹ mới lòi ra cái mặt chuột. Cũng tại miệng lêu lẻo á, nói sợ đàn ông lắm. Sợ lắm á mà vậy đó. Cũng may á có ông này đến cứu nguy. Cũng may á, không là xảy ra án mạng rồi. Tôi thấy á, chàng trai này á cũng đại gia quân tử lắm chứ. Cho hết cao ngạo. Lúc nào con nàng cũng diễn là ta đây là gái ngoan, gái hiền. Chỉ tội cho ông Huy một thời mê lú, yêu thương rồi chăm bẵm, bị nó cắm sừng hồi nào, bây giờ vẫn chưa sáng mắt ra nữa. Ôi đời mà, biết lúc nào lúc lú lúc tỉnh. Say say tỉnh tỉnh mê mê, ai biết được. Tình đời còn mất, huống chi là mượn hay là dây. Trên đời muôn sự của chung mà, hơn nhau ở chỗ là ai dùng mà thôi. Hãy
em à. Lắm. Em muốn miếng nước chanh nè Lam. Mệt. Lạnh quá. Lam à, em tỉnh dậy đi em. Lam, tỉnh dậy đi em. Lam, em sao vậy? Anh Huy, em được chọn rồi nè. Em được chọn trong hơn 80 người dự tuyển đó. Con mình còn nhỏ xíu à em. Có hay ho gì cái nghề đó mà em mừng. Anh thấy có thiếu gì nghề yên bình hơn, lành mạnh hơn. Thôi đi về đi, con nó khát sữa rồi. Nè, anh vừa xin cho em được một chỗ làm bên trường mầm non của quận. Anh nói nghề nào là yên bình, là lành mạnh hơn chứ? Đương nhiên là nghề của giáo dạy trẻ rồi em. Em thấy nghề nào cũng vậy à, quan trọng là ở bản thân mình thôi. Thôi đừng có nói nữa. Dạo này anh thấy em á, nói gì em cũng cãi. Thôi đi về đi, em nấu canh chua cá lóc cho anh ăn nha. Anh nè, em thích cái nghề diễn viên này từ nhỏ rồi. Em đừng có bao giờ nhắc tới cái nghề đó nữa. Cái nghề giải trí mua vui, sướng ca vô loại chứ hay ho gì. Thôi mà anh đừng có nói nữa. Thậm chí á, cái nghề quét đường anh thấy còn lành mạnh hơn nữa. Cái nghề mà phải đi ôm hôn, cười cợt hết thằng này tới thằng khác. Anh Huy, em có làm trà bông cho anh nè. Có thuốc lá nữa. Anh hay ho lắm. Anh nhớ giữ ấm nha. Anh có lỗi với em và con. Anh xin lỗi em. Anh chỉ muốn đánh bài kiếm tiền về cho em thôi. Rồi anh sẽ nói rằng anh làm tất cả để em và con được hạnh phúc. Bằng cách này hả? Hả anh Huy? Bây giờ người ta kéo đến căn nhà hạnh phúc của chúng ta, bị người ta phát mãi rồi. Anh Huy, anh quá biết mà. Cờ bạc có làm thay đổi được cuộc đời của ai đâu chứ. Kết cục nó chỉ đẩy con người ta vô khốn cùng thôi. Anh biết anh đã sai, nhưng mà anh không chịu nổi khi thấy má con em thua kém người ta.
Nhưng mà tụi mình đã có được nhà cao cửa rộng rồi, cuộc sống khấm khá, thì anh lại nói là anh không sao chịu được cảnh má con em phải. Thà anh cứ nói anh làm tất cả những điều đó là để thỏa mãn tự ái cá nhân của mình. Thôi, em phải về rồi. Anh phải tự lo cho sức khỏe của mình đi. Lam, anh đã biết được nỗi khổ của em. Anh thật lòng muốn được chia sẻ, mong em bớt phần nào buồn khổ. Anh đi đi, tôi muốn được yên tĩnh. Lam, Lam nè, em hãy la lối và khóc đi. Em hãy trút bỏ tất cả quá khứ, trút bỏ hận giận vào anh nè. Anh chịu được rồi em sẽ thấy dễ chịu hơn. Anh nói gì lạ vậy? Tôi có quen biết gì anh đâu. Xuân Lam, thôi mà, đừng có như vậy. Mình đi nha em. Tôi đâu có quen biết anh đâu. Anh đi đi. Lam, mình đã cùng hát chung một bài hát hết sức là lãng mạn trong đêm sinh nhật của em đó. Em đã hát cùng anh say đắm ngọt ngào trong buổi gia tiệc, em nhớ không? Có như vậy thì đã sao? Anh Khiết, anh để cho tôi yên đi. Ít nhất là trong giờ phút này. Anh đi về đi. Tôi sẽ để em yên. Tôi sẽ ra về với một điều kiện. Đúng 6 giờ tối nay, cho phép tôi được đón em. Tôi tha thiết mời em đến một nhà hàng trên một đỉnh tháp thơ mộng và đặc biệt yên tĩnh. Tôi thật sự mong em được tĩnh tâm và thư giãn, và em có thể quên đi những gì em cần phải quên. Anh đi về đi. Thôi được, em nghỉ ngơi, tôi sẽ đến đón em. Trời ơi, rắc rối quá. Anh Huy ơi, em từng yêu anh biết bao, tưởng không gì có thể chia lìa em khỏi tình yêu ấy. Vậy mà bây giờ, anh Huy ơi, em đã cố hết sức, chúng ta phải mất nhau thật sao? Anh Huy, người ta nói á là ly thi quen chầu, còn còn vợ chồng quen hơi chứ gì. À, ý em nói á là em nghiền cái mùi của anh rồi đúng không? Trời ơi, thấy ghê quá đi à. Ghê gì, ghê vậy hả? Làm sao mà em quên được cái mùi của anh được? Không dám đâu, mùi mồ hôi chua lè à, thấy ghê quá, ai mà thèm. Thèm không? Anh Vũ, coi nè, ngày mai á em sẽ ra Hà Nội bằng chuyến bay sớm nhất. Bằng mọi giá em phải gặp cho bằng được ông già tuyệt vời này. Ngoài 80 rồi á mà sức sáng tạo tranh của ổng thật là phi thường. Tranh của ổng á rực sáng chói ngời, phóng khoáng bay bổng. Các họa sĩ trẻ bây giờ
phải chạy theo dài dài đó. Vậy thì cho anh ba chung với nha. Bởi vì anh là cận vệ đặc biệt đã tháp tùng nữ hoàng của anh chứ. Không được, ở trong đây á còn nhiều công việc quan trọng hơn đang chờ anh đó. Công việc gì madam đã giao cho anh thì anh đã làm xong xuôi hết rồi. Ngày mai á anh phải dùng cái miệng dẻo quẹo này nè để tán đổ bà chủ Gary sóng thần bằng mọi cách á, buộc bà phải nhượng lại cho mình bản quyền bức tranh xét tám. Ok. Nhưng mà anh không thể nào yên tâm để cho em bay một mình. Em đã nói rồi, không có xong cái vụ Z8 á là không đi đâu hết đó nha. Là em nói đó nha. Ừ. Nè, người lớn nói là không được nuốt lời đó nha. Ừ. Ôi. Ôi không ngờ nha, không ngờ mình có một cái chuyến du ngoạn Hà Thành. Ôi đẹp tuyệt vời, người yêu dấu. Hà Nội ơi, ta nhớ không quên. Hà Nội ơi, nhớ quá đi thôi. Hà Nội ơi. Láo cáo quá, xạo xử hả? Anh nói á là nàng hẹn ký hợp đồng lúc mấy giờ, đặt cọc chắc ăn chưa? Chắc như lời em nói thôi. Trời ơi, anh nói cho em biết nè, sau khi nghe lời vàng ý ngọc của Vũ tôi, buộc bà ta phải mềm lòng thôi. Bà ta ký một cái rẹt. Đó, thấy chưa? Không thưởng cho người ta nữa. À, bây giờ anh sẽ đặt vé liền nha. Thôi đi, tự tung tự tác quá ha. Muốn làm gì làm hả? Anh nè, bộ sưu tập của ta càng ngày càng phong phú. Sẽ có ngày trở thành độc nhất vô nhị đó, mang tầm cỡ quốc gia. Đó cũng chính là một tài sản của dân tộc đó, hay không? Hay quá đi chứ. Hay là cái chắc rồi. Trời ơi, Vũ của em mà. Nếu mà ra tay rồi hả? Sao, phục chưa? Thôi được rồi, Duyệt, đặt hai vé VIP. Chuyến đầu tiên trong ngày nha. Tuân lệnh. Alo. Trang. Xin chào bà chủ vương quốc cổ vật huyền bí. Nữ hoàng mới đúng chứ. Ít nhất là trong suy nghĩ chị em mình á, chắc chắn đều xứng đáng. Cà phê nha. Vâng. Trang, công việc giao dịch sao rồi hả em? Dạ, qua Huỳnh em đã gặp được Biền. Nhưng khi vào việc cụ thể, thái độ của hắn rất lạ. Có vẻ như hắn rất sợ sệt khi nhắc đến cổ vật đấy. Ừ. Theo em, hắn đã nắm trong tay cổ vật đó chưa? Hay hắn đang phải chịu một áp lực nào đó? Ý chị là có ai đấy cũng đang thúc ép hắn thâu bằng được cổ vật đó. Đúng vậy. Nhưng nếu đó là ý tưởng của nhóm Âu Lạc trên cao nguyên thì không đáng lo ngại đâu em. Dạ, nhưng sao lại không đáng lo ngại à? Bởi vì phương châm và mục đích của họ rất đáng ngưỡng mộ. À, em nhớ ra rồi. Qua một đứa bạn hồi học phổ thông, nhất định em sẽ có cách trực tiếp đối mặt với chủ nhân của cổ vật đấy. Ừ. Yeah. Anh, em đợi anh nãy giờ á. Ủa, hôm nay ngày nghỉ, có chuyện gì gấp hả em? Anh Khiết, anh nói gì lạ vậy? Em đến chơi không được sao? Không sao. Nhưng mà anh phải đi vì có chuyện gấp. Em ở lại đây chơi nha.
Anh, hôm nay em diện đồn vậy á để đi đây mình với anh mà, bữa anh hứa đó. Nhưng mà hôm nay anh kẹt đột xuất rồi. Thôi, em về đi nha. Không, bữa nay anh lạ lắm nha. Sao lại nói với em giọng đó? Khổ quá. Lúc khác anh nói chuyện với em nha. Nha. Không, em muốn nói chuyện với anh bây giờ à. Nghe anh đi, anh phải đi gấp mà. Gấp chứ không phải hẹn hò với mấy đứa nhí nhố phim ảnh đó hả? Im miệng đi. Cái loại gái giải trí cho thiên hạ, làm gì có chuyện yêu đương thật lòng. Chỉ cần mấy tờ đô la là có mặt. Anh quá đáng lắm. Chào anh Khiết. Xin lỗi, có phải là cô Khánh Trang? Dạ vâng ạ. Xin lỗi cô Khánh Trang, vì đã để cô phải chờ. Dạ không sao, lâu lâu có người cho cảm giác chờ đợi cũng thấy hay đấy ạ. Anh dùng cà phê hay... Cà phê? Dạ. Dạ anh uống gì ạ? Cà phê đá. Dạ. Lần đầu được biết Trang, và nghe giọng bác dịu dàng như vậy. Em cảm ơn anh Khiết. Hy vọng anh em mình sẽ có duyên với nhau trong nhiều việc. Tuổi anh hợp với tuổi em, có lợi trong công việc lắm đấy. Nhất là trong lĩnh vực đồ cổ. Chịu thua cô đó. Mà sao cô biết hay vậy? Thì đối tác của em phải quan tâm chứ. Em còn biết anh chính là một thủ lĩnh rất là chịu chơi trong lĩnh vực đồ cổ. Nè, có quá lời không? Tôi chỉ là dân tay ngang thôi, chỉ do đam mê mà thành. Em lại thích kiểu tay ngang như thế. Cà phê của anh đây. Không thèm ăn thua sống chết, nhưng lại biết nâng niu gìn giữ, nên cổ vật cứ thế tìm về. Sau này em còn phải học hỏi anh nhiều đấy. Em có linh cảm. Cô nói hay lắm. Nghề này cần có linh cảm tốt. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho Trang? Em muốn mua một vài món đồ cổ trong bộ sưu tập của anh. Mua? Ừ. Cô không nói giỡn đó chứ. Cô còn quá trẻ để... Không, em chẳng đùa. Em cũng có tiền. Em muốn sau này có một bộ sưu tập cá nhân. Chỉ vậy thôi, có gì không được ạ? Nhưng mà cô Trang đừng nôn nóng. Cô xem cái này. Cái này nữa. Em chấm bức tượng này. Không được đâu. Có người đặt mua nó rồi. Dạ. Họ đặt tức là chưa mua. Vậy bức tượng này sẽ là của em. Làm sao cô chắc chắn như vậy? Ứng dụng vào bài học đầu tiên anh dạy em đấy. Tin vào sự linh cảm mách bảo. Xin lỗi anh Khiết nhé. Alo, mẹ à? Vâng, thật tuyệt mẹ ạ. Con đã tìm gặp được nhà chơi đồ cổ thứ thiệt đấy. Nhà mình sắp xây xong, con sẽ xí một phòng trên lầu cao nhất để bày bộ sưu tập của mình. Mà mẹ này, chiều nay đấy, mẹ làm món nem bắc với lại miếng xào cua nhé, con thèm lắm. Vâng, cảm ơn mẹ. Con chào mẹ. Bất ngờ và thú vị đây. Đến thẳng tay người biết chơi lại có nhiều tiền. Thật nhiều tiền. Chắc là gia đình tư sản xưa Hà Nội rồi. Không cần phải qua tay đám trung gian lôi thôi hạch mẹ. Quá tốt. Vậy theo cô Trang, điều kiện như thế nào? Anh Khiết này, hy vọng anh em mình sẽ hợp tác lâu dài. Vậy anh cứ tự nhiên, hợp tình hợp lý đưa giá trước. Người như anh, em tin sẽ đưa giá cả hợp lý, có lợi cho cả hai anh em mình. Ừ.
Được, khởi đầu quen biết, thêm bạn bè, thêm sức mạnh. Coi như cuộc thương thảo của chúng ta đã hoàn tất. Hẹn gặp lại người đẹp. Dạ, mai em bay ra Hà Nội. Em bảo vệ một luận án mới về vấn đề đồ cổ, có liên quan đến một vài đình chùa phía Bắc. Nên vậy đi anh nhé. Cổ vật đình chùa, vậy là hay lắm đó. Dạ, anh em mình bỗng nhiên có duyên với nhau trong lĩnh vực này anh nhở. Thế nên em muốn giờ anh em mình cùng ký với nhau về việc sang nhượng cổ vật Z81. Có như vậy, anh em mình mới yên tâm hợp tác với nhau lâu dài. Anh này, đừng làm em sợ đấy. Cứ làm như em Trang này là một dân FV đích thực vậy. Kìa anh, cùng nhau tự nguyện, lâu dài cũng có lợi mà. Anh Khiết, đây chỉ là một động tác chứng tỏ lòng thành sẽ mua được đồ cổ của anh. Chứ Trang không dám nói đây là vàng đặt cọc. Và Trang nghĩ anh sẽ không phải băn khoăn điều gì nữa. Anh à, vậy đi. Vì mai em bay sớm nên là 8 giờ tối nay hẹn anh ở quán Thiên Đàng Xanh. Anh em mình sẽ gặp nhau. Ok. Nhưng mà sao vội vàng quá vậy? Thì bởi anh em mình đã nhanh chóng bắt được tần số từ con tim và cung cách làm việc của nhau mà. Thôi được, ai chỉ người hiểu biết Như Trang thì tôi thật khó lòng mà từ chối được. Từng ấy năm trời đã từng tả xung hữu đột, vậy mà cô Mi Trà, cả cô Xuân Lam nữa, ngày càng trưởng thành xinh đẹp hơn. Cảm ơn anh. Chị em tôi phải cảm ơn anh vì những lời ca ngợi tốt đẹp đó. Bởi vì cuộc đời đã dạy chúng tôi rằng không nên nợ ai bất cứ thứ gì, dù đó chỉ là một lời ca ngợi. Xin chào chị Nhung. Xin chào, chào xin chị. Chào em. Xin chào anh. Xin mời em. Xin lỗi vì đến trễ. Thôi, xin mời em. Rồi, xin mời. Thưa các anh chị, tính ra cũng đã gần chục năm rồi. Ngày hôm nay á, anh chị em chúng ta mới có dịp ngồi lại đây trong một không khí ấm áp đầy tình người như vậy. Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của anh chị đã chia sẻ để dành cho chúng em. Xin cạn ly ạ. Và riêng em một lần nữa cũng xin được cảm ơn một nữ doanh nhân xuất sắc, chính chị bằng tấm lòng nhân ái đã truyền dạy cho chúng em những kinh nghiệm quý báu để chúng em có được ngày hôm nay. Chị là một người phụ nữ can trường và xinh đẹp, đó là chị Quế Nhung đây ạ. Thật là ngại quá. Cảm ơn em. Nhưng mà thật ra quan trọng nhất chính là trí lực tuyệt vời của hai bạn trẻ đây. Đúng không quý vị? Thôi, chúng ta xin một lần nữa cạn ly vì điều đó. Dạ, xin mời. Dạ, dạ em cũng xin được cảm ơn anh Hoàng Tiến. Bởi vì chính anh trước đây á đã dạy cho chúng em một bài học thật là quý báu. Xin cảm ơn anh ạ. Cảm ơn, cảm ơn. Vì điều đó đã giúp các cô càng trưởng thành vững mạnh. Quả là các cô có mắt tinh đời. Cảm ơn.
chị nè. Em thấy á, càng ngày chị càng trẻ đẹp hấp dẫn ra đó nha. Mà sao chị không chịu lấy ai hả chị? Tại sao à? Đúng ra chị phải hỏi mấy em câu đó mới phải. Còn chị, có mỗi một điều là từ lâu rồi chị không còn thấy rung động trước đàn ông. Đơn giản vậy thôi, hiểu chưa? Uống đi. Chị nè, em thấy á, hình như phụ nữ càng giỏi giang á, thì càng thấy đàn ông tầm thường đi. Nếu mà như vậy á, thì chị em mình tiêu rồi. Cứ làm như cháy đồi đến nơi rồi đó. Biết làm sao, chỉ còn cách là đàn ông phải nỗ lực tự nâng cao mình thôi. Ờ, phức tạp quá ha. Hèn gì á, hồi đó má em nói đàn bà con gái học ít thôi, học nhiều quá khó lấy chồng á. Ừ, chuyện đó tính sao đi, mình bàn cái chuyện kia đã. Dạ. Chị rất mừng khi thấy hai em biết chia sẻ với những người khó khăn. Em á thì đang hứng thú với mấy cái dự án vĩ mô của chị đây. Tại sao lại nói của chị? Cũng là của hai em đó. Liệu mà gánh vác, chúng ta sẽ trở nên những người giàu mạnh nhất. Lúc đó mình mới đủ lực làm ra một chương trình khuyến học đầy chất lượng. Em tin chị. Em thì ngu ngơ trong lĩnh vực kinh tế, lúc nào cũng lo lắng. Còn con Trà, nó hay mạo hiểm quá. Rồi, giờ thì bớt lo đi, mà lo diễn các vai trên màn ảnh cho thật ngon vào. Cái việc đó cứ để cho hai chị em tôi lo. Trà ha. Dạ. Con gái, điều ta lo nhất với con lúc này là chính nhan sắc của con đó. Nó còn làm cuộc sống của con chìm nổi thế nào nữa đây? Alo, anh Tư, em đã lo xong. Vậy sao? Dạ. Nhưng chừng nào chú mới đặt cọc cho người ta? Dạ, cũng gần rồi. Tôi thấy dễ bất an lắm. Chỉ lo có cái bàn tay nào đó nó đã nhúng vào cuộc, gây khó dễ cho tụi mình đó. Anh Tư đừng có lo, anh yên tâm đi. Đâu có ai qua mặt được thằng võ bệnh này. Nếu nó qua, nó sẽ không sống yên với em đâu. Ừ, nhưng chú phải thận trọng đó nha. Dạ. Chào anh Tư. Ủa, mấy anh em vô đây giờ này có chuyện gì? Lão, ai anh em gì với mày? Mày, đau rồi mày. Mày dám giúp hai con nhỏ ranh kia, trả thù đại ca tao, mày giấu nó đâu? Nói. Mày dám phản bội hả? Cho mày chết nha. Em cứ ngủ, chúng ta đi thẳng xuống cấp nghỉ ở trang trại. Sao được, mai anh phải họp sớm mà. Cảm ơn em nhắc, nhưng anh nhớ mà. À, anh cứ như con nít á,
cảm ơn gì cũng phải có lúc kỷ luật quân sự. Thôi được, anh sẽ ráng chờ. Chứ biết sao. À mà em nhớ buổi gặp mặt của chúng ta với bộ trưởng đó nghe. Dạ. Em đâu dám quên. Cơ hội vàng ròng mà. Em cứ lệnh anh nghe nè. Dễ thương chưa? Em tính đưa cô Mi Trà theo, được không anh? Em là người của anh rồi, khỏi bàn. Còn lại để anh cân nhắc đã. Đừng có như con nít nữa. Dù sao đó cũng là chốn quan trường, em hiểu chưa? Mọi sự trong tay anh cả mà. Thôi nào, rồi em sẽ hiểu anh hơn. Sắp về tới nhà rồi. Mục đích khác nhau, bản chất sự việc cũng hoàn toàn khác. Mình đúng là không, mình nhất định sẽ không làm gì để ảnh hưởng tới mấy ổng. Em hả? Anh xin lỗi nếu như anh phá giấc ngủ của em. Dạ, em chưa ngủ, còn đang mãi nghĩ về anh đó. Thiệt vậy sao? Em nè, thôi đừng buồn nữa. Anh đã quyết định rồi. Em cứ rủ cô Mi Trà theo, nghe. Anh càng khỏi phải lo mấy ổng tập trung ngắm nhìn em. Ha. Trời, anh kỳ quá. Làm hoa phải cho người ta ngắm chứ. Em đó nghe, ngắm cũng không được. Em nhớ, em đã là người của anh rồi đó. Rồi. Gớm. Hệt như là con nít vậy đó. Thôi, em đang oải quá. Mắt nhắm rồi nè. Em muốn ngủ. Nha. Chúc anh ngủ ngon. Rồi, chúc em ngủ ngon. Nhớ chỉ được nghĩ tới anh thôi đó. Đây là má nè, xin như con búp bê ở nhà bạn Diễm Quỳnh vậy á. Ủa mà sao má cười vậy má? Má cười gì con vậy? Con của má thông minh quá à. Tại cái chai này nó hư á, cho nên ba Huy mới say xỉn. Để Kiên dạy thêm cái búa tao đùng, giơ lên đập bể cái chai nha má. Đúng rồi đó, Kiên thông minh quá ta. Xe má làm mà.
Mở cửa đi Bông. Ủa, sao lên vậy? Mới nhắc mà tới liền. Lam! Anh Huy, anh mà cứ như vậy thì làm khổ chị Lam thôi. Anh đi về đi, để cho chị yên. Đi đi, mau lên. Hả? Mày là ai mà mày dám đuổi tao? Mày tránh ra. Thằng Huy đi chịu đựng đủ rồi. Kiên đâu? Về nhà với ba con. Anh Huy, ra khỏi nhà tôi ngay. Thằng Kiên thì do tôi đứt ruột đẻ ra. Nếu anh còn một chút tình yêu thương nào với nó thì anh hãy để cho mẹ con tôi được yên đi. Không được, tôi chỉ ra khỏi đây khi có thằng Kiên mà thôi. Cô không có đủ tư cách. Cô làm sao nuôi dạy thằng nhỏ? Những cái thằng đàn ông dớ dẫn, suốt ngày khua môi múa mép, làm hoen bẩn thằng Kiên. Cô hiểu không? Anh thôi đi. Anh đã chung sống với cô Nguyên rồi. Hai người như vợ chồng với nhau. Thật lòng tôi rất là chúc mừng hai người. Tôi chỉ xin anh để con ở lại với tôi. Tôi sẽ chăm sóc nó chu đáo. Anh hãy yên tâm đi. Cô nói dối. Chu đáo cái gì? Chu đáo bằng cách cô bỏ nó ở nhà, suốt ngày theo trai, hết nhà này tới khách sạn khác, ăn chơi hưởng thụ bậy bạ. Cô không có đủ tư cách làm má nó. Anh ra khỏi nhà tôi ngay. Con tôi không cần người cha như anh. Má, má, má đừng có cho ba đi nữa. Nè, có Kiên dễ nè. Có đầy đủ ba với má rồi có Kiên nữa nè. Cả nhà đông đủ, vui ơi là vui. Ba đừng có uống rượu nữa. Ba say xỉn suốt ngày à. Tụi bạn con, tụi nó không có chịu chơi với con. Nghe ba. Kiên, má xin lỗi đã không giữ ba lại cho con. Từ nay chỉ có hai má con mình sống với nhau thôi. Nha con. Hai má con mình ở với nhau à? Không hiểu cô là loại đàn bà nào nữa. Bảo con dứt chuyện ở đó. Phim với ảnh. Cô chỉ lấy cớ mà đi với mấy thằng trai dẻo mồm dẻo miệng mà thôi. Tôi sẽ đem thằng Kiên đi. Tôi sẽ nuôi dạy thằng Kiên thành tài. Con trai của họa sĩ tài năng này sớm muộn gì nó cũng trở thành tài năng mà thôi. Nó mà sống với cô á, hỏng hết cả đời nữa. Về với ba con. Để cô ta rảnh chân mà ở lại. Thích đi với nào thì đi. Bình thường Hiền khô à, cứ rượu vô là bậy bạ. Anh Huy, anh không có quyền. Muốn gì thì ra tòa mà nói. Tòa hả? Không có tờ tiết gì đây hết á. Tôi sẽ nuôi dạy thằng nhau. Nó là con trai tôi. Cô biến đi, ra khỏi nhà tôi đi. Trời ơi là trời, mắc cười quá chị Lam ơi. Khi không á, vô nhà người ta quậy tưng lên, rồi còn đòi đuổi chủ nhà ra ngoài nữa. Mắc cười quá. Ủa, còn anh này ở đâu lù lù tới đây vậy? Bông hả? Ừ. Có quà cho em nè. Dạ. Chị Lam đâu? Hả? Chết rồi. Giờ anh không vô được đâu. Đưa bông đây tôi cất cho. Sao kỳ vậy em? Chồng cũ chị Lam đang quậy ở trỏng á. Ổng đòi bắt thằng Kiên đi. Chị Lam chỉ đang khóc. Thôi vô coi sao. Anh Khiết. Tôi thật hết biết cô. Cô dám hẹn hò với nó ở đây. Cô coi cái nhà này là cái gì? Chào anh Quý. Tôi cho rằng giữa hai chúng ta, tôi và anh chẳng có lý do gì để mà thù ghét nhau hết. Đúng không anh bạn? Có đó. Tôi và ông đều muốn có người đàn bà này. Ông khôn hồn thì biến anh ở đây đi. Nếu là như vậy, chúng ta hãy nói chuyện với nhau giống như hai người đàn ông đi. Ông đừng có mơ. Cô ta sẽ không bao giờ yêu ông đâu. Ông sẽ phải trả giá đắt. Đây là vợ con của tôi, ông biết chưa? Không được để má Lam buồn. Không ai được làm má buồn. Có Kiên má đừng sợ nha má. Tôi biết anh lúc này giống như là con thú bị thương, càng giãy càng đau đớn. Vô ích thôi. Tỉnh lại đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sòng phẳng với nhau.
con trai ngoan. Im mồm! Con trai nào? Ông vừa phải là chồng của cô ta. Anh Quy, anh có được người con trai quý như vàng, anh thật có phước đó. Cuộc đời mỗi người có được phước như vậy là quá hạnh phúc rồi, quá đủ rồi. Còn anh thì biến đi, đừng có đứng đó mà vậy không người khác. Biến ra khỏi nhà tao. Biến Lâm, anh xin lỗi vì anh đã đến không đúng lúc, nhất là vào lúc này. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi, xin em đừng quá buồn khổ như vậy. Anh Quy, có câu ngạn ngữ như vậy: đừng đến phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Vậy lẽ nào anh nỡ xuống tay đối xử với cô ấy như vậy? Ông láo, ông có quy gì mà dạy dỗi tôi hả? Đã vậy thì tôi nói rõ cho anh biết, cô ấy không còn là vợ của anh nữa. Lam là người tự do, tôi có quyền yêu thương và bù đắp thiệt thòi mà chính anh đã gây ra. Mày láo! Mấy người đi hết ra khỏi nhà tôi. Mấy người xem tôi là gì hả? Là món hàng để trao đổi hả? Đi hết, để cho tôi đi. Mày, nó mãi là vợ của tao. Bằng chứng lần kiên. Kiên, con hãy đi với ba. Đi với ba đi con. Nó làm vậy mà. Thôi đi với ba đi. Không. Thằng cô ấy ra, mày hủy nhà tao hả? Mày, chú này, buông ra. Không được làm ba con đau. Buông ra. Kiên ơi, con đừng đi. Má không thể thiếu con được Kiên. Nhà Kiên, anh Quy ơi, em xin anh, để con lại cho em đi Quy. Anh muốn gì em cũng chịu hết đó Quy. Cô biết tôi muốn gì mà. Chỉ cần cô làm vợ tôi, cô sẽ được gần con tôi. Anh đừng có quá đáng. Anh đã sống với cô Quyên rồi, anh còn đòi hỏi gì ở tôi chứ Quyên? Không đời nào. Cô suốt ngày chỉ công việc, cô coi cái nghề diễn của cô là trên hết. Cô quá thân vào đủ hạng người, số phận tính cách nó đã ám cho cuộc đời cô rồi. Sớm muộn gì cô cũng điên loạn giống như cái đám nhân vật đó thôi. Cô còn đâu thời giờ mà chăm sóc chồng con nữa. Cô biết chưa, cô không bao giờ được quyền nuôi thằng bé đâu. Anh không được xúc phạm nghề nghiệp của người khác. Đi khỏi nhà tôi ngay. Đi. Cô ghét bà má. Thôi chết rồi. Mụn. Cả tuần nay bận bịu quá, không đến tiệm dưỡng da được. Ngay cả kem này xài phạt phòng nữa. Quanh năm buôn bán ở ven sông, nuôi đủ năm con với một chồng. Nhảm nhí không à? Chồng con một đàn, vướng bận làm ăn gì được nữa. Mi chà, nếu như anh mà được làm chồng em, chắc anh hạnh phúc chết đi được. Anh đó hả? Để xem, chắc anh chưa làm chồng em được đâu. Mà em thấy anh còn ham vui lắm á. Thấy chưa, lại xúc phạm sâu sắc đến anh nữa rồi đó nha. Thôi được rồi, ai biểu nói tầm bậy chi. Nè, xuống chuẩn bị xe đi, em đi liền đó. Hôm nay tụi mình đi đâu? Tại Lanh nữa à? Đi rồi biết. Đi. Cái đó kìa.
Đời có gì vui đâu mà cười. Em giỏi quá nha em Vẹt. Giỏi hơn cả loài người nữa, có phải vậy không Vẹt? Alo. Tốt. Ok. Ừ, thành công em nha. Ok, bye em. Mình đi anh. Ừ, bye. Alo. Má trà ơi, bà Huy tới bắt con. Đừng sợ con trai, không sao đâu con. Má Lam khóc quá trời à. Con nghe má trà dặn nè, bây giờ con chạy vô cho má Lam nha. Con nói với má mà nói thầm thôi nha. Con nói là má Lam cho con qua với ba đi. Rồi vài bữa nữa má trà sẽ qua đón con về. Con biết rồi má. Đúng rồi, bây giờ phải làm như vậy để cho ba con đừng có nổi khùng lên, tội nghiệp ông nha. Má nhớ đón con về nha. Con không muốn để cho má Lam buồn. Rồi má biết rồi, ba con. Liệu chúng ta có lỡ hẹn với ông Chen không? Đây là một cuộc gặp gỡ quyết định số phận của bức tranh nguyên bản đó. Con nhỏ này coi hiền lành dịu dàng vậy chứ, nó mà khùng lên đó, nó cũng liều mạng lắm đó. Cho dù ai mà đụng vô con nó, chắc nó cũng dám làm liều lắm đó. Anh Vũ nè, hay là anh liên lạc cấp với ông Chen, hẹn ổng á là giờ cuộc họp sau nửa tiếng nữa. Tuân lệnh. Thời buổi A Còng, lời nàng trên cả lệnh vua. Vua ban thì mặc vua ban. Nàng gầm lên một tiếng thì tan hoang cả chùa. Anh này, nhiều chuyện quá, làm như là em khó khăn dữ lắm vậy đó. Thôi anh gọi cho ông Chen liền đi, coi chừng lỡ việc hết đó. Quấy quấy meet the chat. Ok. Ba đừng có phá đồ con má nữa. Kiên sẽ đi với ba. Kiên, con nói gì vậy? Con không được đi đâu hết đó. Con qua với ba mai mốt sẽ về với má. Má đừng sợ. Kiên giả bộ đi qua bệnh với ba. Mai mốt Kiên sẽ về với má. Má đừng khóc. Má trà biểu vậy á. Má giả bộ gật đầu đi. Con đi nha. Con thấy chưa? Vậy là xong. Thằng nhỏ nó hiểu biết, con ngoan lắm. Đi con, ba sẽ mua cho con thanh bảo kiếm, được không? Mày nghe cho rõ đây. Vợ con tao mãi là vợ con của tao. Tao sẽ không để cho mày yên đâu. Đi, theo ba. Tất cả là tại anh hết đó. Anh đi cho khuất mắt thôi, để cho tôi được yên thân. Làm nè, đi hết rồi còn cô bạn nói khố này sao đây? Thôi được rồi, mọi chuyện sẽ đâu vào đó. Nghe tao nè, Nguyên nhất định làm khó dễ chứ không chịu thay đổi đâu. Nếu phải sống xa kia, tao thà chết. Nhảm nhí, cho hắn mượn đỡ con vài ngày thôi. Lúc này á, mình cần phải xoa dịu hắn. Lo lắng quá rồi nghĩ bậy không à? Đúng vậy đó, em trà nói đúng đó. Anh sẽ đem con trai về cho em. Em ráng chịu đựng vài ngày nữa đi, để cho anh Quy bình tâm lại. Đừng nên dồn nó vào bước đường cùng.
Có phải như vậy không Trà? Ừ. Có Trà và bạn bè bên cạnh, em đừng lo lắng nghĩ ngợi nhiều quá nha. Em nè, khóc hoài đôi mắt nhăn nheo xấu lắm đó nha. Còn ai mà vào nổi cái vai mà quý phi Đặng Thị Huệ, vợ của chú Trịnh. Vợ của chú Trịnh là người trăm mưu ngàn kế, em biết không? Vậy sắp tới rồi bộ phim nó ai nhận đây? Cho nên á, người đẹp á mà tài như vậy á, còn nhiều duyên nợ với đời lắm. Đâu, bây giờ cười lên cái coi nào. 2, 3 cười. Chị mà có chuyện gì chắc bông chết quá. Nhảy từ lầu cao bông ba dèo xuống luôn á. Giống y hệt như mấy anh thần tượng Hàn Quốc vậy á. Thôi dọn dẹp đi cô. Hết biết thằng cha này, điên thiệt rồi. Đã đến lúc á, phải làm một trận cho ngã ngủ. Phải cho thằng cha đó chờ tới già mới được. Mày chịu khó nghỉ ngơi ít hôm rồi xa con vài bữa đi. Anh Khiết á sẽ lo việc đón con trai về mà. Được em tin cậy như vậy, anh cảm ơn em nhiều lắm. Thôi được rồi, em và Vũ á có việc gấp phải đi. Anh á có thể chăm sóc cho Lam, nếu như anh thật lòng với nó. Ngược lại, ai làm cho nó đau khổ á thì em sẽ không tha đâu. Thôi mày yên tâm đi. Mọi người về hết đi, em hơi mệt, em muốn được yên tĩnh. Trà cứ yên tâm lo công việc của mình đi, có tôi ở đây mà. Lam sẽ được tĩnh tâm lại thôi. Chúng mình là bạn tốt của nhau mà. Thôi em đi nha. Ừ. Tao đi nha. Mình đi anh. Ừ. Chị ơi, nếu chị không chịu ăn á thì em nhất định sẽ đứng đây hoài, không đi nghỉ luôn. Bông, sáng mai chị sẽ ăn. Em đi ngủ luôn đi, chị muốn yên tĩnh một chút. Chị á, không thương Bông thì cũng phải biết thương thân mình chứ. Chị ốm nhách, xanh xao như vậy, làm sao mà đi đóng phim được. Bông của chị lớn rồi, mai mốt em cũng sẽ đi lấy chồng thôi. Bỏ chị một mình mà. Em không thèm lấy chồng đâu, đàn ông bây giờ không có tin được. Ừ. Ăn đi chị nha, ngon lắm á. Bực mình quá, lúc nào cũng cơm canh đợi chờ. Hay là đang đắm chìm ở cái con quỷ cái kia rồi. Mình phải làm gì đây chứ? Nếu cứ như vậy hoài, anh ta nhân nhượng rồi cổ lấn tới. Bé Kiên về chơi á hả? Về đây ở luôn chứ chơi bởi gì? Đó, anh coi.
cái loại đàn bà gì đâu mà chỉ được cái đẹp bề ngoài thôi à, chỉ biết hưởng thụ cho riêng mình, hất hủi cả chồng, giờ lại tới hất hủi luôn cả con. Cô thôi đi, cô để cho người khác yên được không? Cô đừng có nhiều chuyện, vô lo cho thằng nhỏ ăn đi. Người gì đâu á mà độc đoán gia trưởng thấy ớn. Diệu Hồn với tôi á, nếu không vì mơ tưởng là vợ của nghệ sĩ thành danh á, tranh pháo rồi bán ra y xèo, tôi đã không nhường nhịn đâu nha. Nè, cô mới nói cái gì đó? Nếu mà cô không chịu được á thì cô đi đi. Cô được tự do đó. Nếu mà sắp tới bên kia mà mời tôi đem tranh qua để trưng bày á, lúc đó tôi nhờ người khác coi chừng giùm đó, cô đừng có hối hận. Em đâu có nói gì đâu. Em hát một xíu cho vui á mà. Anh này, Mà người ta sẽ mời qua tháng mấy? Em á, là em chỉ cầu nguyện những điều tốt lành đến với anh thôi à. Cô nhiều chuyện quá. Nè, cô để cho chồng con đói tới chừng nào nữa? Cô vô nấu cơm nước rồi cho thằng nhỏ đi ngủ. Nè, mày sao vậy? Tư tỉnh lên coi. Gì đâu mà cứ xìu xìu ảnh ảnh không à. Thôi nếu người ta có ý định tặng thì nhận đi. Đúng là đồ háo sắc mà. Mà đâu phải mình ham tiền ham bạc gì đâu. Nhưng mà nếu người ta có lòng thì mình cứ nhận cho người ta vui. Mà mày nhận đi, không nhận uổng lắm. Mày nói nghe ghê quá à. Nhưng mà nhận tiền của người ta coi như là nhận tấm lòng của người ta rồi. Tao thấy ảnh cũng dễ thương mà cũng tốt nữa nên... Thôi đi nhỏ ơi, ngây thơ trong sáng thì cũng tốt, nhưng mà cuộc đời có để cho mày bình yên không? Mày đừng có quá tin vào người ta như vậy. Thì biết vậy, nhưng mà hễ cứ thấy hả ai khóc vì tao là tao lại không đành lòng. Cái trái tim mẫn cảm của mày á như vậy hoài á là khổ lắm biết chưa. Bởi vậy mày mới không dứt khoát được với Huy, ông mới có cớ hành má con mày miết à. Nhiều lúc rối quá tao không biết làm sao nữa. Nhưng mà dù sao thì Huy cũng là cha của con tao, lại là mối tình đầu của tao nữa, biết bao nhiêu là kỷ niệm sâu đậm. Nhưng mà mày càng nhường nhịn thương yêu á thì người ta càng lấn lướt làm tới à. Bao nhiêu khổ cực á mày hứng hết. À, còn cái anh chàng đẹp trai đó sao rồi? Thôi, tốt nhất là bây giờ tránh xa đàn ông chứ tao chán lắm rồi. Gặp anh ta chủ yếu là để trả điện thoại này. Mày ngốc quá à. Cứ lấy mà xài đi. Chuyện nhỏ như con thỏ, ở đời mà mày sống thật thà quá làm sao mà sống được. Chuyện thường thôi. Cuộc đời này sinh ra phụ nữ là để cho đàn ông người ta o bế chiều chuộng, chứ nếu không á cuộc đời này còn gì là thú vị nữa. Thôi đi, tao cứ thấy kỳ kỳ sao đâu á. Khi không á tặng quà, nhắn tin cho tao nữa nè. Mày coi đi. Mày có chắc là không có cảm tình với Khiết không? Trời ơi, sao sến dữ vậy? Nhưng biết đâu á người ta có lòng thiệt thì sao? Thôi nhận cho người ta vui đi em ơi. Phụ nữ là để cho người ta nâng niu, sung sướng, biết chưa hả? Để rồi coi, trái tim yếu đuối của em á, sắp rung động rồi kìa. Gì đây? Em mùa xuân hồng tươi của anh, sơn ca vang tiếng hót. Em nữ hoàng nhan sắc, cho anh thổn thức mãi bốn mùa. Ghê quá đi. Làm gì mà mày nhăn mặt dữ vậy?
Tao chán tới tận cổ rồi nè. Alo. Chú Tư nè. Dạ. Tại tụi con lu bu quá, hôm nào tụi con rảnh tụi con lên thăm chú nha. Để con được nhõng nhẽo với chú đi chứ. Trời ơi, chú trông hai đứa nha. Lên càng sớm càng tốt quá. Dạ. Con Trà nó nghe con nói là đã gặp chú rồi, nó mừng lắm. Chú biết, chú biết. Coi con nhỏ nó tính như vậy chứ tình cảm dữ lắm. Dạ đúng rồi. Dạ. Gì vậy? Sao tự nhiên mày nhìn tao chằm chằm giống như muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy trời? Mày đó, lo sắp xếp công việc đi, để còn lên thăm chú Tư nữa. Mà hình như ổng có chuyện gì quan trọng cần gặp mày trực tiếp đó. Hay mày gọi cho chú Tư đi. Được rồi, để tao thu xếp xong rồi đi. Để còn được ăn món canh măng chua nấu với lại ếch nguyên con nữa chứ. Nhìn mấy cái bàn chân nó xòe xòe bơi trong tô vậy nè, ngon muốn chết luôn vậy đó. Mày lấy điện thoại tao gọi luôn đi. Để tao gọi cho chú liền. Dạ con chào chú Tư. Con Trà đây. Nè, nửa năm rồi đó nghe. Dạ, con cũng nhớ chú quá trời luôn nè. Vậy thì tốt. Nè, chú có quà cho con đây nha. Dạ. Nhớ đến thăm chú đó. Chắc là có lẽ là tuần tới con sẽ lên. Quả thì con cũng rất là mong nhận, nhưng mà con mong hơn là được gặp chú. Còn nhớ nhất là cái món canh măng chua nấu chung với ếch nguyên con đó nha. Con nhỏ này lanh quá. Nè, lên chú nấu cho mà ăn. Dạ. Bảo đảm bốn chân con ếch sẽ bơi trong tô canh. Dạ, dạ, con chào chú Tư. Nè, mấy bữa nữa thu xếp rồi lên thăm ổng. Nè, khai thiệt coi, anh chàng cao đó đẹp trai đó, có được không? Có xứng tầm với diễn viên điện ảnh hay không vậy? Thì không sao hết. Nói chung là sợ. Thôi, em ơi, tao còn lạ gì mày nữa. Coi sợ, nhưng mà thích phải không? Mà đã thích á thì dễ bị dụ lắm nghe cưng. Trái tim của mày á có bao giờ mà chịu ngủ yên đâu. Ngồi bên em mà anh cứ như bị ai bóc mất hồn vậy. Xin lỗi, anh đang suy nghĩ. Chết nha. Có phải là anh tương tư với cô nào rồi phải không? Cẩn thận đó. Không á thì em về mát ba cho coi. Thương à, mấy tháng rồi anh mới về Đà Lạt. Công việc của anh bận quá. Em cũng biết đó. Dạo này sức khỏe của thầy không được tốt. Em nên tránh chuyện có thể làm cho thầy mệt. Thì nếu anh làm cho em buồn thì tâm trạng em không được tốt. Mà tâm trạng em không được tốt á sẽ làm cho ba không có vui. Suy ra chính anh là người có tội đó nha. Em á, dạo này lý luận tiến bộ thật đó. Sinh viên trường lực có khác ha. Ít nữa ra trường nhất định sẽ thành một luật sư giỏi. Lúc đó ai cũng nể sợ cho coi. Cái anh này trù ẻo người ta vậy đó hả? Em thì không có cần điều đó.
Em thấy điều đó dễ sai cách lắm. Em thì thích sống vào tình cảm hơn. Anh Huân, anh Huân. Ừ? Anh không thèm nghe em nói hả? Em cứ nói đi, anh nghe. Quả thật bất tường nữ thần tình yêu giả đó tinh xảo đến mức khó tin. Xem ra có chuyện lớn rồi. Anh bị nó ám ảnh. Anh cảm thấy ba và anh thiệt là suốt ngày bị cổ vật ám ảnh không à. Nhưng nếu là nghiệp á, nếu không đam mê thì chỉ có điều như vậy sẽ làm cho người thân khổ lây đó anh. Công chúa này có vẻ say xe rồi. Hay cậu tới quán trước mặt đi, phía tay mặt cậu đó. Rồi mình cho nàng nghỉ. Dạ. Một chút đi. Mọi chuyện á gác qua một bên. Nghệ sĩ mấy người á tôi đi guốc trong bụng nè. Đa sầu đa cảm. Mà nè, anh chàng đó hổm rài hẹn hò ra sao? Mệt quá. Mấy ngày nay á cứ gọi hoài à. Tao thấy phiền quá. Phiền gì chứ? Quên cái thằng chồng suốt ngày say xỉn của mày đi. Lâu nay nó đã sống với con nhỏ mắt xanh mỏ đỏ đó. Mày còn chần chừ cái gì nữa? Mày không có lỗi gì trong chuyện này hết á. Mày có quyền tự do để tìm cho mình một người khác. Nói gì thì nói, đàn bà phải tìm cho mình được một chỗ dựa, một bờ vai vững chắc. Mày nói nghe hay quá ha. Còn mày thì sao? Mày không thể trốn tránh anh Nguyên hoài được. Ông trời đã định rồi. Anh Nguyên là người đàn ông men nhất trên đời này đó. Nè, chuyện đó nói sao? Giờ đi ăn với tao đã. Ăn lẩu gà quả trúc Pasco nha. Bận bịu quá không có thời gian để đi. Thèm cả tháng nay rồi đó. Alo. Anh đây. Dạ, Lam nghe à. Mình sẽ trở lại công nguyên đó nha em. Dạ, sao à? Sẽ trở lại công nguyên hả? Ừ. Phim của mình sẽ kéo dài đến 35 tập. Dài đến 35 tập hả? Hay quá ha. Nhưng sao? Có vấn đề gì hả em? Nhưng... Cô nhớ giùm, anh ghét nhất bệnh ngôi sao đó nghe. Nói vậy thôi. Xuân Lam à, tôi hiểu em mà. Nói tôi nghe, em có khó khăn gì? Dạ, con trai em sắp thi rồi. Gần đây cháu có vẻ không vui khi em đi vắng anh à. Ồ, vậy à? Thôi để em thu xếp gửi cháu. Rồi em tính nha. Cố gắng sắp xếp nha em. Em cảm ơn đạo diễn. Không sao đâu à. Mà anh nghe nói có một đại gia đòi ngâm nghe chăm sóc hai mẹ con em. Hay là em mạnh dạn giao cho anh ta thử đi. Anh nói gì? Con trai em hả? Em thà chết em không giao nó cho ai hết á. Nè, uống đi. Có gì từ từ tính.
Dạ. Hai em muốn gì? Dạ cho hai đi cà phê đi chút nha. Em xem kìa, cảnh ở đây đẹp không? Đẹp, rất đẹp nữa. Em đã về nhà biết bao nhiêu lần rồi mà chưa lần nào em ghé quán này hết anh. Mà anh ăn gian nha. Ừ? Tại sao ở ngóc ngách lãng mạn và dễ thương nào anh cũng biết vậy? Hay là anh đã từng đến đây với cô nào rồi phải không? Anh khai mau. Em nè. Dạ. Ý là em gái của anh rồi cứ bắt nạt anh hoài nha. Em à. Dạ. Em ngồi nghỉ chút đã, anh lại đằng kia rồi anh quay lại liền. Ủa anh đợi em với. Cảm ơn chị. Sao mình thấy nhức đầu hơn lúc ngồi trên xe nữa vậy ta? Bực bội quá đi. Cái anh này làm như là tài sản ảnh không bằng vậy đó. Tuyệt quá. Giữa khung cảnh này, hình dáng thiếu nữ quá đổi nên thơ. Cảnh thiệt hay là mơ đây? Cô này kia ơi, hãy quay mặt lại. Anh kia, dừng lại ngay. Ai cho anh vô đây chụp hình? Anh không được vào. Ủa, anh là... Khu vực này cấm chụp sao? Tôi không hề hay biết. Chắc anh không biết, đây đang là bối cảnh quay phim, nên chúng tôi phải yêu cầu anh lùi lại. Anh vui lòng giúp cho. Rất xin lỗi. Được. Cảnh gia người thật đẹp, nên tôi... Tôi biết, nhưng anh hiểu cho, tôi chỉ là người thực thi. Vậy mời anh. À, anh à, còn cô gái kia là... Anh có thể... Xin lỗi, anh hỏi cô ta hả? Ừ. Cô ấy là diễn viên Xuân Lam đó. Ngoài đời thì đó là một thiếu phụ đẹp, ngoan hiền, tóm lại mẫu người tuyệt vời. Nhưng anh đừng hỏi thêm gì nữa, có ích gì đâu. Cô ta khó lắm, rất kêu. Thôi anh lùi lại giùm tôi đi. Dù sao cũng rất cảm ơn anh. Chào anh, tạm biệt. Chào anh. Uống cà phê đi anh. Ừ. Thật tiếc, không biết khuôn mặt cô ấy ra sao. Chắc khả ái lắm. Chóc dáng cao sang quyền bí, giá được chiêm ngưỡng khuôn mặt nàng. Có bao giờ tình cờ gặp lại nàng không? Hạng phim, diễn viên hàng sao, đẹp, ngoan hiền, thiếu phụ, kỳ đàn ông. Những lời của người đó thật buồn cười. Mình rõ là lẩn thẩn. Anh Huân. Anh Huân. Hả? Em tưởng là anh đang ngủ. Hay là báo vật nào lại hốt hồn anh rồi phải không? Em cứ được cái đúng không à? Cứ như bà xó vậy. Chẳng có gì qua nổi em được hết á. Mà nè, mặt phụ nữ mấy em á, nhan sắc không phải là bảo vật của đời hay sao?
tự nhiên lại lý sự. Từ lúc một mình anh xuống thung lũng tới giờ, em thấy anh cứ thẫn thờ sao đó. Hay là phút chốc gặp phải hồn nữ mơ tiên, đúng không? Ừ, lạ lắm em à. Anh lang thang mây nước giang hồ, anh chợt nhìn thấy bóng dáng một người, chỉ từ phía sau, nhưng không nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Rồi sao nữa? Nghe anh kể á, có vẻ liêu trai quá à. Giữa buổi trưa mây khói phiêu bồng như vậy, bóng hình một nàng tuyệt sắc giai nhân lại xuất hiện. Anh có bị gì không vợ? Anh cũng tự hỏi. Trong giây phút ấy, trong không gian lãng đãng hồng hoang, dáng hình cô gái cứ như trong vườn tiên vậy đó. Nhưng mà lạ thật Thương à, người bảo vệ trong đoàn phim khẳng định với anh rằng điều đó là sự thật. Lại nữa thì anh lại bị hình bóng cô gái thoáng qua ấy ám ảnh anh nữa phải không? Nghệ sĩ mấy người thật là rối rắm quá. Anh cẩn thận đó, nhưng em thì em không mấy thiện cảm với lối sống của mấy người diễn viên đó. Quên cho mau đi, hỡi anh chàng lãng tử à. Ba, ba ăn cháo rồi uống thuốc đi ba. Đừng uống nữa ba. Bác sĩ nói ba hạn chế uống rượu lại đi mới hết bệnh được. Ba biết, ba biết, ba sẽ làm theo mà. Lâm à, con coi cái hộp hôm bữa ba kêu con cất kỹ á, con đã làm chưa? À, cái hộp đó hả? Dạ rồi, ba cứ yên tâm đi. Giờ ba uống thuốc liền đi. Ba uống thuốc đi, rồi ăn cháo nha. Ờ, ba à, con có công chuyện, con đi tí xíu. Con có công chuyện gấp, chút xíu nữa con sẽ về ngay ba. Ừ. Ba ở nhà nghỉ nha. Mấy nhỏ dưới thành phố lu bu đến vậy sao? Cuộc sống thời nay thì mọi chuyện cứ sụp sụp lên như nồi chuyện sôi. Nghĩ cũng tội nghiệp. Xem ra tình duyên con nhỏ cũng lận đận lắm. Đứa con gái đầy thể diện như nó dễ khổ lắm. Con ăn lẹ đi, rồi còn về học bài nữa. Ba, suốt cả ngày không thấy ba ăn cơm. Ba uống hoài à, bữa nay cũng ăn cơm với đậu hũ à. Con ngán thấy mồ, con không ăn đâu. Con ráng ăn bữa nay thôi. Không. Ngày mai á, ba ghé cửa hàng, gửi mấy cái tranh chép. Với lại ngày mai cô Uyên cổ về rồi. Ba nói cổ kho cá kho tỏ cho con ăn nha. Không, ngán rồi, cá kho gì mà trắng ợt, lạc nhách. Thôi mà, dễ ăn chút đi con. Con không ăn đâu. Hay là ngày mai ba đưa con về nội. Thôi ba, ba đừng có nói cô Quyên, bà nội có gì năm. Con mà về quậy tung trời, nội la ba nữa. Con rắc rối quá. Vậy bây giờ con muốn sao? Kiên không chịu cái chú cao cao đó tới thăm má Lam hoài đâu. Kiên phải về để bảo vệ má Lam. Lỡ má thương chú đó hơn Kiên thì sao? Thôi con ăn đi, ngồi đó mà nhơi hoài. Kiên không ăn. Lam, em đứng yên đó để anh chụp em một tấm nha. Em hôm nay đẹp quá. Khung cảnh cũng đẹp. Em ăn ảnh lắm. Anh sẽ trân trọng những tấm hình này.
Lam. Ừ? Cười lên đi em. Đừng lo lắng gì hết. Có anh bên cạnh em, em đừng ngại ngần gì hết. Rồi anh sẽ đưa em đến những nơi tràn ngập không gian hoa cỏ, ấm áp và lãng mạn nhất, mà em phải là người cảm nhận và thưởng thức. Em gọi món ăn đi. Ừ. Món đặc biệt ở đây là tôm hùm Canada. Giống này mới được nhập khẩu. Ừ. Lựa được món nào chưa em? À, hay là để anh gọi cho em luôn nha. Bông hồng tuyệt vời của lòng anh. Mình ăn đơn giản thôi anh. Em đừng có ngại. Mình phải biết thưởng thức những hương vị độc đáo mà cuộc đời đã dành cho. Chúng ta đã làm việc hết sức mình, vậy thì cũng nên tận hưởng một chút chứ. Ừ. Em cho anh một chai Napoleon và món khai vị nha. Anh mời em. Em ăn đi. Mấy ngày nay em ăn ít lắm. Anh lo lắm đó. Kiên giờ này đã được ăn chưa? Nó rất thích món cánh gà chiên nước mắm. Mà nhất định đòi má Lam chiên cánh gà mới chịu. Thằng bé rất hay đạp tung chăn lúc ngủ, giữa đêm sẽ bị cảm lạnh mất. Lam, em nghĩ gì vậy Lam? Dạ, cảm ơn anh. Anh ăn đi, mình không ngồi đây lâu được đâu. Sắp đến giờ em phải đi rồi. Em gái. Anh hai. Trời ơi, tối hôm qua cả nhà đợi em hoài, hình như không có ai ngủ được. Ủa, sao vậy anh? Ba bị bệnh hay là nhà mình có chuyện gì mà anh giấu em hả? Không, không có gì đâu. Em đừng có suy nghĩ lung tung, mà em cũng đừng có dò hỏi ba gì hết nha. Thôi, đi vào với dạ, ba đi. Mình đi anh. Đi. Ba ơi. Ba. À, con của ba về rồi nè ba. À, các con đã về à? Ba ơi, con nhớ ba quá. Thưa thầy, tụi con nghe nói dạo này sức khỏe của thầy không được tốt, tụi con lo lắm. Lẽ ra tụi con nên về sớm để chăm sóc cho thầy, nhưng em thương còn đi học nên tụi con về hơi trễ. À, chuyện này ta sẽ nói với con sau. Thôi, bây giờ mấy đứa đi ăn cơm đi. Ba có nói với dì Năm
làm món ốc bưu hấp gừng cho tụi bay ăn rồi đó. Thôi mấy anh em đi ăn cơm đi. Ba. Hả? Có phải ba hay bỏ bữa, ba hay mất ngủ, có chuyện gì ba giấu con phải không? Nhìn ba như vậy con lo lắm. Thôi giờ á con sẽ nghỉ học, con sẽ ở bên cạnh ba nha ba. Tầm bậy nè. Việc học hành của con á phải đứng lên hàng đầu. Ba nghĩ sắp tới phải cho con đi bổ túc một khóa ở bên Pháp. Bên đó đó họ rất có căn bản về khoa tâm lý học con à. Ba, ba hay bỏ bữa, còn hay mất ngủ nữa. Ba hay không đâu con gái. Sao mà lâu quá không biết. Trời, con quỷ đi đâu mà mất dạng cả tháng vậy? Nói một cái là mất tích luôn à. Chào anh. Cảm ơn đến đón nha. Hai người á đúng là bạn tốt của My Trà này đó. Nè, mấy người làm nghệ thuật á hay sức mất kiểu Quỳnh Giao lắm đó nha. Mà tôi thấy hai người hình như cũng xứng đôi lắm á. Trà cũng đẹp đó đó. Đúng là người đi nước ngoài về. Chuyến này đi thành công không em? Nói chung á là hơn cả sự mong đợi. Tranh pháo nghệ thuật á nhiều khi có những sự bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Có lẽ ta phải tổ chức một buổi tiệc ăn mừng mới được. Hay lắm. Đừng quên anh với Xuân Lam nha. Anh đây rất hân hạnh được phục vụ hai người đẹp. Thôi được rồi, anh chỉ cần làm đẹp lòng cô bạn của em thì em đây cũng được đẹp lòng. Còn nếu cô ấy đau lòng á thì em đây cũng y chang vậy thôi à. Vậy thì xin mời hai người ghé nhà hàng Hoàng Long để chúng ta thưởng thức món vịt quay Bắc Kinh. Thôi, Trà tôi á không muốn làm kỳ đà cản mũi đâu. Cứ đi đến không gian thơ mộng của mình đi. Đi đi, Trà tôi không muốn là người thừa ra trong mắt bất cứ ai hết á. Không được từ chối. Ai mà coi mày là người thừa là tao giận người đó luôn đó. Làm nó đúng đó. Nhưng mà tôi không ưa số lẻ. Hay mình gọi thêm ai cho khỏi lẻ đi. À đúng rồi anh Nguyên. Đúng rồi, phải gọi anh Nguyên thôi. Đúng không anh? Thank you.
tuyệt vời. Giống như cái màn trình diễn nghệ thuật sắp đặt của hậu thế kỷ, chủ đề Hoa trong ánh sáng. Bây giờ chỉ còn chờ nhân vật chính xuất hiện nữa là... Ồ, thật là hoàn hảo. Trong không gian mê hoặc này, khi nàng vừa bước vào, trên mình là một chiếc áo đầm dài trong veo. Nàng ăn mặc như vậy mới thật là dịu dàng nữ tính làm sao. Nàng sẽ khác hẳn với mỗi ngày, ngang tàng trong cái bộ đồ jean bó sát. Mi Trà, Trà ơi, I love you. Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô. Ta thấy em đàn ngồi hát dưới một chiều đầy mưa. La 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 la. Ôi, nàng thơ của ta, đôi mắt em ngọt nắng thu rười rượi, đôi chân trần ngà ngọc giữa vườn hoang. Hãy đến bên ru hồn xưa khép lại, quên sầu bi giờ dợi nét luân chậm. Cũng lạ, ta biết em viên ngọc nâu cao siêu chất ngất. Bao tháng ngày qua, ta tưởng như đôi khi đã được gần gũi bên em, và tưởng như có khi đã trông em ngây ngất. Vậy mà, thang ơi, em mãi dời xa ngàn ngàn dặm. Ta giang tay không sao với nổi. Ôi một kiếp thơ sao ta nhọc nhằn, hồn đau tê tái. Ta da ra ra ta ra 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 ta ra 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 ta ra 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 ta ra 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 ta ra 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 ta ra 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 ra. Chàng tóc vàng của em đâu? Sao không thấy ra đón? Chà, để người đẹp buồn lắm như vậy là không được đâu đó nha. Phải không hai người đẹp? Ta biết tổng mày rồi nha. Định tạo bất ngờ cho chàng phải không? Thôi đi con khỉ, đừng có suy bụng ta ra bụng người nữa. À, mày chưa có dạy tao hết cái bài hát gì mà anh muốn ôm cả đất, anh muốn ôm cả trời. Mà sao anh ơi, mà không sao ôm anh nổi ơi trái tim một con người. Trời, nó dạy hoài mà không có nhớ luôn đó anh. Con ngốc. Có nước em làm thầy người ta thì có. Anh cảm thấy như mọi sự trên đời là em đành hết rồi, chẳng chưa sót lại một chút nào khôn ngoan cho người ta hết. Trời, anh đó nha,
cứ hay đưa người khác lên tàu ba giấy không à. Mà em nghĩ ông trời lúc nào cũng chia đều cơ hội cho mọi người hết á. Quan trọng là người ta có biết nắm bắt và xoay dần nhào nặng nó theo ý mình hay chưa thôi. Em nói hay quá. Đúng là khẩu khí của nhà lý luận phê bình mỹ học. Nè, hỏi tội mẹ cái, lúc này cừ quá ha. Làm việc căng thẳng á hả, mà uống như cái hũ chìm vậy đó. Bộ mày muốn hết sống rồi hả? Trời ơi, thì uống á cho quên đi sự đời, chứ có sao đâu. Không có được như vậy. Lúc thành con sâu rượu lúc nào không hay đó. Ta rất ghét rượu. Đêm nay có uống thì cũng chỉ uống champagne thôi. Hai đứa uống chung một ly là đủ cảm xúc lắm rồi. À quên nữa, tối qua có người nói là anh Nguyên vừa mới trở về đó. Anh ngồi uống rượu của một mình à. Chà, mày không được lạnh nhạt với ảnh nha, tội anh lắm á. Cái con quỷ này, mày lo cái thân mày cho ngon lành đi, khỏi lo cho tao. Mày nhớ nè, cho dù là người yêu mình nhất cũng không nên trút hết lòng dạ như vậy. Mày rõ chưa? Chưa có gì đâu, chỉ là thấy người ta lo cho mình quá nên. Thôi được rồi, bữa nay Trà hơi mệt, với lại đi xa nhà lâu quá cũng chưa muốn về nhà thôi. Hẹn hai người dịp khác nha. Tiếc quá, em Trà nhớ nha. Vậy xin cái hẹn khác nha. Ừ, thôi về nghỉ ngơi cho khỏe đi, có gì gọi cho tao.